Vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và mở đợt sinh hoạt chính trị, học tập chỉ thị 05 CTTU chuyên đề năm 2018. Đảng bộ Vinataba xác định nội dung trọng tâm năm 2018 là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo, trọng dụng người tài. Chuyên đề này nhằm giúp các đảng viên hiểu hơn và thực hiện tốt những nội dung mà đảng bộ đề ra. Năm 2018, với mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn, trong sạch, vững mạnh, Tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong Hiệp hội Thuốc lá và ngành thuốc lá Việt Nam, thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa đúng tiến độ, quy trình, quy định, có hiệu quả, hoàn thiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động.